Chùa Tam Phúc nằm tại làng Thượng Cát, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Xưa nơi đây là ấp Gia Chợ thuộc Kinh Bắc, là làng cổ của đồng bằng sông Hồng, có lịch sử trên ngàn năm tuổi. Một vùng địa linh nhân kiệt, đất đai màu mỡ, nằm giữa hai con sông lớn. Phía Tây Bắc là sông Thiên Đức, nay là sông Đuống. Phía Tây Nam là sông Cái, nay là sông Hồng. Và nằm trong khu Tam Giác Đế Đô, Tây Nam là kinh thành Thăng Long, Tây Bắc là Cổ Loa Thành, nơi ba triều vua làm kinh đô là Thục An Dương Vương, Lý Nam Đế và Ngô Quyền. Phía Đông Bắc là đất Đế Vương, làng cổ Pháp, Đình Bảng, nơi phát tích vương triều Lý. Chùa được khởi thủy xây dựng cách đây gần nghìn năm, do tổ Mahaka Diếp Ma Đàn Hào Thủy khai sơn. Đến thăm chùa Tam Phúc, sư cô trụ trì dẫn tôi đi thăm tháp tổ khai sơn. Kiến trúc của ngôi chùa này thì được xây dựng theo cái kiểu thời Lý. Khi mà cô về đây á, được bà con nhân dân Phật tử cũng như là được chư tôn đức lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho cô về đây được chấp cảnh trụ trì, thì lúc đó cô mới xin lại đất rồi mở rộng khuôn viên của ngôi chùa. Vì ngôi chùa trước đây ấy, là nó là một ngôi chùa lịch sử rất là nổi tiếng của vùng Kinh Bắc. Và có từ thế kỷ thứ 12, từ thời của nhà Lý. Thế và nhưng mà qua bao nhiêu năm chiến tranh bắn phá cho nên ngôi chùa này cũng bị mai một, bị đất đai cũng không còn nữa. Và tượng Pháp rồi mọi thứ, pháp khí trong chùa cũng không còn gì nữa. Chùa Tam Phúc trước đây có quy mô rất lớn. Trải qua thời gian và do chiến tranh tàn phá nên chùa chỉ còn lại đống gạch vụn. Lần trong đống cho tàn, Phật tử tìm lại được cây hương kính thiên đài. Cây hương kính thiên đài tạc từ đá cẩm thạch, hình trụ, lục lăng, chạm khắc hoa văn tinh vi, được dựng vào ngày 27 tháng 7 năm Tân Tỵ, niên đại Chính Hòa thứ 22 năm 1701. Sau chiến tranh, các cụ cao tuổi trong làng xin đất vườn chùa làm nơi trồng cây để giữ lại nền ngôi chùa. Năm 1989, Phật tử hương thôn cùng nhau phát tâm dựng lại ngôi tam bảo nhỏ để thờ Phật. Khi cô về trụ trì thì mới đề nghị chính quyền địa phương cũng như là bà con nhân dân Phật tử ở nơi đây tạo mọi điều kiện giúp đỡ để chuyển đất lại cho nhà chùa. Vừa lấy lại đất và vừa trùng tu kiến thiết xây dựng từng phần một. Thế thì lúc đầu ấy thì nhà chùa cũng định là không có làm hai tầng, chỉ làm khuôn viên một tầng, nhưng mà vì là nó rất quá chật hẹp cho nên chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân ở đây động viên là thôi bây giờ thầy cố gắng làm lên hai tầng để tầng trên thờ Phật và tầng dưới là làm nhà thờ tổ và giảng đường để đủ đáp ứng phục vụ cho bà con nhân dân Phật tử. Trước sân chùa là cổng tam quan sừng sững nguy nga. Trong khuôn viên chùa có tháp tổ, hòn non bộ với tượng đài Quán Âm tự tại. Chùa xây hai tầng. Tầng 1 là nơi thờ tổ và giảng đường, nơi giảng kinh, thuyết pháp, sinh hoạt cho thanh thiếu niên, Phật tử. Tầng 2 là đại hùng bửu điện và bàn thờ mẫu, tôn chí Phật tượng trang nghiêm, lộng lẫy. Thưa cô, con thấy là kiến trúc của ngôi chùa này rất là đẹp và rất là ấm cúng. Vậy thì không biết là chùa được xây dựng vào thời điểm nào ạ? Nếu đúng ra thì nó có từ thế kỷ 12, rất là lâu. Thế và chính thức khởi công trùng tu xây dựng là từ tháng 2 năm 2002 đến năm 2011 thì mới hoàn thành. Thế và ở đây thì cũng xây dựng theo cái kiến trúc cổ của thời Lý. Chùa làm theo hai tầng mái, đao góc và đục chạm hoa văn tư linh và tư quý bằng gỗ lim, gỗ tấu, mật và các cánh cửa là bằng gỗ lim với gỗ giỏi. Ngôi chùa này thì được trùng tu xây dựng theo cái kiểu kiến trúc cổ của miền Bắc. Không biết là ban thờ ở đây thì thờ phật gì ạ? Ở miền Bắc ấy thì đa phần các ngôi chùa đều thờ giống nhau. Đây chính giữa là ban thờ Thất Phật Dược Sư Lưu Ly, và ở bên tay trái của ngôi chùa thì là thờ Đức Chúa Ông hộ pháp, và bên tay phải của ngôi chùa thì thờ Đức Thánh Hiền hộ pháp. Còn ở trên ban thờ thì gồm có Tam Thế Phật,
rồi Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí gọi là Tam Thánh Tây Phương, rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Tòa Cửu Long, chín rồng phun nước để tắm Phật á, thì tất cả những các pho tượng này đều có một cái điểm tích rất là đặc thù, nói lên cái ý nghĩa của lịch sử Đức Phật từ quá khứ cho tới vị lai. Con để ý thấy có một cái chuông ở góc chùa, thì không biết là cái lịch sử và cái nguồn gốc của nó là như thế nào ạ? Khi mà sư cô về đây chấp cảnh trụ trì thì hiện vật của ngôi chùa đây thì không có gì ngoài ra cái chuông và cái cây hương bằng đá cẩm thạch ở dưới sân thôi. Cái chuông này thì là cái chuông rất là cổ, có được cân nặng là 300 kg, và được tạc từ năm Chính Hòa thứ 22, rất là lâu. Và trong những cái thời gian mà chiến tranh ấy, thì cái chuông này bị mất đi, bị lưu lạc ở một cái ngôi chùa khác, ở một cái làng khác, rồi xong rồi là nhờ ở trên cái chuông là có khắc những các cái bài, những cái bài kệ và nói về cái làng này là Tăng Phúc Tự. Cho nên là bà con, những các cụ bô lão ở trong làng thì mới tìm thấy và mới nhận ra là cái chuông này chính là cái chuông của làng tôi. Cho nên là xin ở cái làng đó, cái chùa đấy là xin mang về đây. Ngôi chùa cổ Tăng Phúc, đại trùng tu Viên Thành là một duyên lành, vừa khẳng định tâm nguyện của sư cô Đồng Hòa, của bà con Phật tử, vừa thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương. Sau hơn 60 năm chùa không có trụ trì, năm 1996, trong lúc đang học khóa 3 Học viện Phật giáo Hà Nội, nhân duyên đã đến. Phật tử chùa Tăng Phúc thỉnh sư cô Đồng Hòa về trụ trì. Sư nhận nhiệm vụ về đây trong bối cảnh làng quê có nhiều đổi mới. Khi về trụ trì, sư cô còn rất trẻ, tuổi mới ngoài 20. Sư cô quyết tâm vừa học, vừa tu, vừa xây chùa. Năm 2014, sư cô đã bảo vệ xuất sắc luận văn thạc sĩ với đề tài Nhận diện mối quan hệ giữa khoa học và Phật giáo nhìn từ góc độ khoa học luận. Sau gần 10 năm đại trùng tu, Tăng Phúc trở thành một trong những ngôi chùa đẹp của thủ đô Hà Nội. Chùa làng mang tên Tăng Phúc, tên vừa thực và cũng là niềm mơ ước. Thực bởi những ai đến chùa được thấm nhuần giáo lý của Đức Phật, xả bỏ tham, sân, si, thân tâm được an lạc, hạnh phúc. Chùa không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của những người tín tâm với Phật giáo, nơi gieo trồng tâm Bồ Đề, gạt bỏ những phiền não, nhiễm ô, giúp cho mỗi người thăng hoa tâm linh chứng tín và được hạnh phúc ngay trong hiện tại. Đó chính là cội nguồn, nhưng cũng là giá trị thật sự của cuộc sống mà con người luôn hướng tới. Vì có khát khao mơ ước mà con người mới thành tâm hướng tới cái trí thiện, hướng tới giá trị chân thật của hạnh phúc. Hàng tháng từ khi mà xây dựng chùa cho tới hôm nay ấy, thì nhà chùa cũng tổ chức rất nhiều các cái hoạt động. Ví dụ như là hàng tháng thì tổ chức khóa tu cho người lớn tuổi một ngày vào chủ nhật cuối cùng của tháng, và khóa tu cho người trẻ tuổi, thanh thiếu niên, Phật tử, học sinh, sinh viên là vào ngày chủ nhật đầu tuần của tháng, giúp cho các em cảm nhận về đạo đức Phật giáo, về những cái tấm gương hiếu hạnh ở trong đạo Phật, để về nó sẽ bỏ bớt đi những các cái thói hư tật xấu ở đời và chăm lo học hành. Vào 14 hàng tháng thì nhà chùa có làm từ thiện cho 250 bệnh nhân ở tại bệnh viện ca bằng cách là nấu cơm và phát sữa và nước cũng như là mì gói để giúp cho bà con nhân dân Phật tử ở vùng xa có những cái điều kiện khó khăn, mà gọi là một chút tấm lòng để mà giúp cho họ vơi đi bớt cái những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Chùa Tăng Phúc làng Thượng Cát không chỉ xây dựng đẹp mà còn có nhiều hoạt động từ thiện, văn hóa tiêu biểu thu hút nhiều người tham gia, hướng con người tới sự cao đẹp, chân, thiện, mỹ. Đúng như câu đối của các bậc hào lão chúc mừng nhân ngày lễ khánh tạ Lạc Thành: xây chùa Tăng Phúc, Tăng Phúc Lạc, dựng làng Thượng Cát, Thượng Cát An.